chào mừng mọi người trở lại với Minh Tú Mobile. Thì lại là Thảo và hôm nay các bạn đã biết là trước giờ tại Minh Tú Mobile luôn luôn dành những sản phẩm công nghệ hiện đại nhất đến cho người dùng. Và ngoài những chế độ khuyến mãi cũng như là chất lượng sản phẩm ra thì Minh Tú Mobile luôn luôn dành tặng cho khách hàng những chiếc hoặc là những cái đôi dép mà gọi là đôi dép tổ ong với màu sắc cực kỳ là sặc sỡ luôn. Và đây chính là thương hiệu riêng mà chỉ có tại Minh Tú Mobile mà thôi. Không biết là những dịp cuối năm này thì khách yêu tại Minh Tú Mobile đang chờ đợi những cái điều bất ngờ gì khi mà mua sản phẩm tại đây cũng như là dịch vụ tại đây, thì cùng Hưng và Thảo vào trong tìm hiểu ngay nào, let's go. Lần đầu tiên. Dạ, lần thứ ba. Lần thứ nhất chị tới mua. Lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai. Tại vì giá rẻ, mình trước khi mình tới mua mình có nghiên cứu nhiều chỗ, thì sau khi nghiên cứu thì mình có hỏi khách hàng của mình, thì khách hàng mình bảo là Minh Tú Mobile rất là rẻ và cái chính sách thu cũ đổi mới của họ, cái mức giá thu cũ rất là cao, nên thành ra mình tới đây. Dạ vâng ạ, thì mình có tìm hiểu qua nhiều cái cửa hàng khác về công nghệ, thì mình thấy Minh Tú Mobile với nhiều cái feedback uy tín và mình biết qua được nhiều người sử dụng trước cũng review lại cái cửa hàng Minh Tú. Thì thấy có nhiều người, ca sĩ, nghệ sĩ mua. Ồ, thì hiện tại Minh Tú Mobile thì có hai điểm mà mình thích đó. Thứ nhất là về cái sản phẩm thì hiện tại giá thị trường thì hiện tại nó sẽ có cạnh tranh, nên hiện tại giá thành thì nó sẽ thấp hơn ở ngoài. Và thứ hai, Minh Tú Mobile được cái hỗ trợ cái gói đó gọi là bảo hiểm. Gói bảo hiểm mà thu lại á, thì đặc biệt là mình thích cái gói đó. Mình được tặng ốp lưng, dép với lại mũ bảo hiểm. Dạ thì mình mua hàng thì mình sẽ nhận được cường lực, ốp lưng và một đôi dép, đặc biệt là một đôi dép. Là chị mới mua lần đầu tiên cho nên là chưa có biết như thế nào. Hiện tại thì lần đầu tiên mình mua 11 Pro Max tại Minh Tú Mobile thì mình được tặng một đôi dép tổ ong màu xanh. Có, mình rất là muốn, tại vì mình sẽ nghĩ là mình sẽ quay lại lần sau, nên là rất là mong muốn là Minh Tú Mobile sẽ có những cái chương trình khuyến mãi ở những đợt lần sau, như là tặng thêm miếng dán miền hình chẳng hạn đó. Dạ vâng ạ, thì mình chỉ muốn Minh Tú càng ngày càng phát triển và có nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Giảm giá. Cái nhiều ưu đãi mới. Thì chắc tặng lịch hay bạn gì nói cho vui dễ mọi người thôi. Thì mình cũng muốn là, tại vì mình cũng đang đặt cái sản phẩm là iPhone 12 Pro Max màu 128 màu vàng. Nhưng mà hiện tại màu vàng nó chưa có hàng, thì có đặt thì bên đó thì có thông báo là khi nào có hàng về thì mới gọi. Tại vì hiện tại đa sản phẩm đang hiếm hết hàng á. Thì mình cũng muốn là từ đây đến Tết thì Minh Tú nó sẽ có những cái chương trình mà khuyến mãi cho khách hàng không? Dạ đúng rồi. Tất nhiên rồi, tất nhiên là sẽ mua rồi, tại vì ở đâu giá rẻ thì mình mua thôi. Dạ mình, nếu mình nghĩ thì nếu như mình có đủ khả năng kinh tế thì mình sẽ nghĩ đến Minh Tú đầu tiên. Tại vì gia đình người thân thì tại trong người thân của mình chỉ có một mình duy nhất xài sử dụng iPhone à. Vậy là của mình anh là xài Apple thôi đúng không? Đúng rồi, tại vì còn lại thì đa số sử dụng Android, là Samsung là nhiều. Để chắc tặng cái lo. Ok, được rồi, ok. Thì cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ, chị em. Nói thiệt là Hưng cũng là một cái tín đồ của Apple và thường xuyên mua đồ tại Minh Tú Mobile luôn. Nào là đồng hồ đeo tay, rồi tai nghe các kiểu. Và Hưng rất mong là dịp cuối năm này thì Minh Tú Mobile sẽ có thêm những cái dịch vụ mới, những ưu đãi mới cho khách hàng yêu của mình. Thảo cũng rất là mong ngóng chờ đợi những cái dịch vụ cũng như là khuyến mãi hoặc là ưu đãi mới của Minh Tú Mobile trong dịp cuối năm nay. Bởi vì Thảo sắp tới sẽ mua rất là nhiều đồ đạc cũng như là những cái đồ điện tử công nghệ để về quê cho ba mẹ, người thân, bạn bè của Thảo. Nhất là trong dịp Tết Tây này, Tết Ta này. Rồi nói chung là nhiều dịp lắm. Và Thảo rất là tin tưởng Minh Tú Mobile, bởi vì Minh Tú Mobile là sự lựa chọn hàng đầu của Thảo luôn. Ok, và Minh Tú Mobile đây là một cách mà để cho Minh Tú Mobile sẽ thể hiện cái tri ân của mình cho khách hàng, cũng như là giao dịp cuối năm thì sẽ có những cái bất ngờ sốc hơn nữa cho năm sau, sẽ bùng phát hơn, bùng nổ hơn cho khách yêu của mình nha. Và bạn nhớ chờ đợi nha, và đừng quên like, share và subscribe kênh Minh Tú Mobile để đón chờ những video lần tới. Ta-da!